Dạ. Anh đố em nè, cái bảng vết ba con rồng hôm bữa mình đi quay á, là nó có tổng cộng bao nhiêu chiếc trên thế giới? Thì 1888 chiếc. Sai, phải là 1889 chiếc. Sao 1889 được? Có một chiếc nữa mà là phiên bản đặc biệt ở Việt Nam, tin không? Trời ơi, sao mà có? Đây, để anh dẫn mày đi coi, nếu mà có thua anh gì. Mời anh vào ăn luôn. Rồi đây, để anh dẫn mày đi coi. Rồi tới chưa, xe vậy? Trời ơi, bớt cầm làm. Tới rồi nè. Đâu? Xe này nè. Đây chiếc 1889 nè. Ủa? Con này đâu phải rồng của em đâu. Ủa? Có phải dán tên rồng không? Ừ, gì có. Nè, có phải con rồng kéo dài vào tay không? Thì là chiếc 1889 nè. Chỉ có điều là nó ở trên lít thôi chứ không có nằm trên vết ba. Sao nhìn nó lạ anh ơi. Thôi bây giờ sắp sửa thua kèo ca, kèo ăn rồi, giờ kiếm chuyện đúng không? Ủa anh lừa em. Trời ơi thiệt tình anh luôn á, lỡ cầm máy ra tới đây rồi thôi giờ lỡ rồi giới thiệu xe này luôn đi. Ok, vậy giờ để anh cùng với em và mọi người chúng ta tìm hiểu coi là chiếc Lít 125 dọn cái phiên bản rồng này nó sẽ có những cái gì độc lạ trên nó. Về cái con rồng ở trên cái xe này á Phúc, thì chắc em cũng đã biết rồi. Nếu như mà anh em nào mà chúng ta coi clip này mà vẫn chưa biết lai lịch về cái con rồng này á, thì chúng ta có thể tìm lại cái clip ở trên YouTube của mình. Về anh Minh Si đã có nói về cái xe Vespa 946, cái phiên bản con rồng này. Thì đây là một cái kiểu tem được cái anh chủ xe Bảo Khmer phối lại trên chiếc lít của mình, với hình ảnh cũng là con rồng đó luôn, nhưng mà trên một cái nền gọi là màu xanh dương, để nó liền lạc với những cái chi tiết màu đồ chơi khác có trên cái xe này. Thì nhìn thoáng qua anh em cũng thấy được cái điều đó. Chủ xe tên là Bảo Khmer, nhưng mà dọn xe nó phong cách không có Khmer đâu anh em, mà cái này giống như kiểu là Khmer Baby nhiều hơn ấy. Nhìn nó kiểu nó phấn khích lắm mọi người. Thứ nhất là về cái phần tem thì mình không nói rồi, nó sẽ vô cùng nổi bật trên cái phần dàn áo này. Tiếp theo nữa là những cái chi tiết nhỏ khác cũng được chủ xe tìm kiếm và độ lên xe mình, để nó có cùng cái màu xanh, nó liền lạc với lại cái bộ tem này. Trước hết chúng ta sẽ thấy là ở bên hai bên cái chân kính sẽ có hai cái nắp chụp CNC này. Đó, nó che lại cái lỗ vị trí ở trên đây. Nó vừa làm một cái gì đó điểm nhấn mà vừa bích cái lỗ chân kính lại nữa. Nhìn cái đầu xe nó sẽ liền lạc hơn. Tay thắng cũng sẽ là tay thắng CNC nè. Nguyên một khối màu đen luôn, có vài đường nét sẽ có màu xanh. Bao tay sẽ là bao tay của nhà Daytona sản xuất. Đó, cũng có những cái vườn vân màu xanh và gù cũng như vậy luôn. Đó, nhìn vô là nguyên cái phần đầu xe sẽ nổi bật với những cái chi tiết màu xanh này. Phúc. Dạ. Thấy qua rồng mắt lé chưa? Trời ơi, lần đầu tiên em thấy vậy luôn á anh. Nè, đó, rồng mắt lé. Một bên á, thì sẽ bắt thêm một cái bi cầu nằm ở đây nè. Thứ nhất là nó tăng cái độ sáng cho xe, mà khi mà không bật lên á, nó sẽ ánh lên một cái phần đèn màu xanh bên trong. Nhìn nó đẹp ghê không? Lạ ha? Nhìn nó đẹp ghê luôn. Giờ bấm cái thì nó sẽ sáng luôn nè. Đó, bây giờ nó đang sáng nè, cực kỳ sáng luôn mọi người. Mặc dù là mở ban ngày nhưng mà thấy luôn cả cái đường led màu trắng luôn á. Đó, còn bây giờ là tắt nè. Đó, đã bắt xin nè, tắt nè. Ủa anh, cái đồng hồ này của Vespa mà anh, sao gắn lên đây anh? Ờ thì phải rồi, hồi nãy anh nói anh dẫn em đi coi con rồng. Đó, em đòi phải là con rồng Vespa, nhưng mà bây giờ có con rồng mà có đồ chơi của Vespa luôn được không? Đó, đây, một cái đồng hồ ship nè. Đó, đây là một cái dạng đồng hồ đồ chơi dành riêng cho cái dòng xe Vespa. Thì muốn gắn được cái đồng hồ này á, thì ngoài cái việc mà mình phải tốn tiền mua đồng hồ ra, thì phải câu chế lại cái đường điện bên trong nè. Đó, rồi chế full nguyên một cái bờ cổ này luôn, chế nhựa rồi sơn lại rồi mới ráp được cái đồng hồ này lên nha. Đó, ngoài cái tiền đồng hồ ra thì phải xin rất là nhiều tiền luôn mới gắn được cái đồng hồ này. Đó, không phải dễ đâu.
Rồi đó, bây giờ em đòi có con rồng thì có con rồng, bây giờ em đòi Vespa thì có đồ chơi Vespa, giờ vua chầu ăn tâm phục khẩu phục chưa? Em thua nhưng mà... Ủa anh, sao cái dưới này nó có cái gì nó lạ lạ vậy anh? Cái này á hả? Sao nó trong suốt vậy? Đâu để coi. Ý, ý. Cái này là cái chỗ đổ xăng của Lít nè. Nhưng mà cái miếng này là chắc làm lại bằng Mica nè. Trên đây có cái logo cây xăng nè, thấy không? Miếng này bằng trong suốt luôn nha. Ý, đóng lại vậy là thấy được cái nắp xăng đồ chơi ở trong luôn á. Cái này giống như cái kiểu mà có tiền mua cái nắp xăng rồi, nhưng mà bây giờ mà xài cái miếng zin thì nó che lại mất cái nắp xăng, nên thay cái miếng trong suốt này để khoe cái nắp xăng ra nè. Đó, nắp này là nắp CNC đồ chơi nha. Ồ, nhìn nó đẹp ghê không? Tới cái chi tiết này nè, cũng phải là màu xanh để hợp với những cái chi tiết khác trên xe luôn. Những xe mới chịu nha, khó tính lắm chứ bộ. Trời anh ơi, sao mấy chỗ để chân mà sao nó sáng sáng vậy anh? Trời ơi, đáng lý cái chỗ này phải có cái thảm lót chân để lên. Nhưng mà bây giờ lỡ gắn ốc đồ chơi rồi, cho nên là không xài thảm mới khoe được ốc cho người ta coi. Nè, thấy không? Mấy con ốc inox nè. Đó, được làm kiểu như là nó vừa với cái lỗ này luôn, cho nên gắn vô nhìn nó liền lại cái chi tiết này, nè, nó sáng rực cái miếng để chân này lên nè. Đó, cho nên bắt buộc là phải bỏ cái thảm ra để khoe, thậm chí cái yên xe cũng vậy nè, không? Yên xe là cũng được gọt lại nè, tạo hình nó vừa đẹp nè. Da thì có thêm một số cái vị trí được làm cái điểm nhấn là nhìn cái yên nó sang ghê chưa? Nó có thua gì cái Vespa của em đâu. Trời ơi anh ơi, cái gì nó vẹn vẹn, nó vẹn khè vậy anh? Hỏi nữa, hỏi hoài luôn á. Rồi hỏi nữa thì nói nữa cho nghe. Cái màu xanh, ủa lộn, hỏi cái màu vàng đúng không? Đúng rồi, em hỏi cái màu vàng khè mà. Xin lỗi. Cái màu xanh, ấy lộn, cái màu vàng này á là cái phụ Olin. Nhưng mà cái phiên bản này á, là dành cho cái chiếc gì của Honda, cái tên nó khó đọc lắm. Thôi thì mình bỏ cái tên ở dưới này nè. Đó, mấy bạn nào mấy bạn có thể đọc cái tên xe này giúp mình được không? Đó. Thì cái phụ này nó sẽ độc lạ một chỗ là nó sẽ đặt cái bình dầu nằm xéo vậy nè mọi người. Đó, và đây là cái núm chỉnh rebound của nó nè. Đó, bỏ trên đây nó còn cái núm chỉnh nữa nha. Đó. Chút nữa em nhìn vô đây nè Phúc, em sẽ thấy có thêm một cái núm chỉnh trên này nữa nè. Rồi một cái núm ngay đây. Rồi nguyên một cái bộ HPA nè, đặt thêm ngay khúc này. Nó được đặt cái vị trí nằm liền theo cái bình dầu xuống dưới nè. Nhìn nó lạ ghê không? Anh thích cái dạng phụ này lắm Phúc. Cái dạng phụ này á, thì khi mà mình lắp vô xe á, nó vừa đẹp nè, nó vừa lạ cái xe nè, đúng không? Nhìn đúng, nó khác với lại mấy cái phụ mà bình dầu trên, bình dầu dưới mình hay thấy nè. Đó, rồi ráp cái phụ này á, nó lại có thêm hai cái tăng chỉnh dầu. À, rồi không cần phải khoét cái dè này nữa. Nhiều lúc á, mình gắn mấy cái phụ mà của Vario đồ này kia vô á, thì nó sẽ phải khoét nhẹ cái dè ở đây, nhìn nó hơi mất thẩm mỹ tí xíu. Còn nếu mà dùng đúng phụ của Lít á, thì cái bình dầu nó sẽ hơi xéo xéo ra ngoài, nhìn nó cũng lạ đó, nhưng mà nó chưa có độc lắm. Thì cái cây này là vừa đẹp vừa độc mà vừa lạ luôn nữa. Cái mắt mèo thường thường là nó màu vàng mà sao giờ nó màu xanh vậy anh? Thì nó màu xanh thì để hợp với những cái chi tiết màu xanh khác ở trên xe. Dè này là dùng hình như là dè đồ chơi hay là dè zin của Lít mà của cái nước nào á, thì anh em nào biết thì comment bên dưới nha. Vinh chỉ biết cái dè này là mô phỏng lại theo một cái xe Lít của một cái thị trường nước bạn thôi. Đó, thì nó sẽ có một cái vị trí như thế này để chúng ta bắt mắt mèo. Thường thường thì mắt mèo sẽ có là màu vàng, nhưng mà một số cái thương hiệu đồ chơi Việt Nam mình á thì có làm thêm màu xanh, màu đỏ đồ này kia nữa. Đó, để mình phối lên xe, thì cái này là chủ xe lựa chọn màu xanh vậy thôi. Ê Phúc, tính ra ngồi góc này mới thấy được xe này nhiều đồ chơi ghê luôn á. Cái gác chân nè, cũng là gác chân CNC màu xanh luôn nè. Ôi, mở gác chân ra thấy tối cái con ốc này cũng là ốc inox đồ chơi luôn nha. Đó, mặc dù khép lại vậy nè, đâu có thấy ốc ở đâu, nhưng mà chủ xe vẫn thích thay luôn cái con ốc này. Đó, ốp lọc gió carbon nè. Ủa, tính ra chủ xe hay thiệt á, kiếm ở đâu ra mà nhiều cái món đồ chơi màu xanh mà kiểu nó liền lại mấy cái đồ chơi trên xe ghê luôn á. Trời ơi, tưởng gì xe cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Ủa chứ theo em thì xe phải làm sao mới gọi là xe xịn? Xe vậy là anh ta. Trời ơi, cái đầu đèn rồi vậy thôi vậy. Ừ, không, nhẫn xe ngon ghê không? Ủa, số này số gì anh? Số 1168 này là số gì anh? Thì nó giống như cái số bên cái hông xe của cái phiên bản con rồng 946 thôi. Thì con số kia thì mang ý nghĩa kia, còn con số này thì mang ý nghĩa này. Vậy ý nghĩa của cái này là gì anh? Ý nghĩa này là gì? Đợi xíu nha, gọi điện hỏi cái. À rồi, sau một cuộc đàm thoại nhẹ nhàng thì chủ xe có chia sẻ là cái số 1168 này là
chủ xe sẽ chơi chung với hai người bạn nữa, cũng dọn hai chiếc lít y chang vậy luôn. Đó, Vinh sẽ để cái hình ở đây cho anh em coi nè. Thì cái con số 1168 này sẽ ám chỉ là ba chiếc xe sẽ nằm ở ba quận khác nhau. Đó, con 11 này là quận 11 nè, quận 6 nè, quận 8 nè. Đúng là anh em chiếc cốt. Ý nghĩa của những chiếc ly lông bang: con rồng đỏ chơi nhiều sẽ bị lỏ, con rồng vàng sự phủ vàng của nàng, con rồng xanh bị tài lanh. Ha ha ha. Nguyên một cái cảng luôn nè, sơn một cái màu xanh nha. Ê, ở đây có một cái chi tiết này, có nguyên một cái miếng nhôm CNC đặt giữa cái vị trí này luôn nha. Còn tại sao thì lên cục này thì tôi không biết nha mọi người. Khoan, em biết. Em biết hả? Đúng rồi, em biết nè. Em biết thì em đưa cái máy đây. Em đưa máy đây rồi, em nói đi. Thiệt luôn rồi. Hả? Ừ. Trời ơi, đó. Rồi, 2, 3, vô cái cục đó đây làm gì nè. Theo như em được biết á, là người chơi lít á, thì thường hay bị vấn đề ở đây á, là khi mà khó, rất là khó thoát nước. Là khi mà mưa vô đồ á, nó sẽ bị động nước ở đây, rất là khó chịu. Nên là mấy người bị OCD gì lít á, họ thường thường á, họ sẽ mua cái miếng này về để ngăn nước ít vào nhất có thể luôn. Đó, mọi người ơi, thì theo như bạn quay phim của tôi, Phúc, chia sẻ là cái miếng này nó có cái chức năng như vậy. Thì theo anh em là nó có đúng như vậy không? Thì anh em nào đang chơi list thì comment bên dưới nha. Nhận xét coi là Phúc có nói đúng không nha. Tính giờ xe dọn đẹp ra luôn. Ý. Cái thương hiệu này, Phúc, bé Phúc, khi mà anh hay quay mấy cái clip mà đồ chơi, đồ này kia bên Sớm Hai Bánh, mà em biết anh sợ nhất đọc tiếng Anh ở cái đoạn nào không? Gì anh? Đọc tiếng Anh ở cái này nè, cái hiệu xi nha này nè, Siritbit nè. Anh sợ nhất là đọc cái này luôn á. Thì đây là một cái thương hiệu mà chuyên sản xuất rất là nhiều những cái món đồ chơi CNC, trong đó có những cái mẫu xi nhan rời để ráp cho những cái dòng xe như là Exeter nè. Đó, chuyên sản xuất những cái đồ chơi CNC, trong đó có những cái mẫu xi nhan rời rất là đẹp đang có tại Sớm Hai Bánh luôn. Ví dụ như là xi nhan dành cho Exeter 150 nè, Exeter 155 nè, R15 nè, đó Vario nè, đó là đều sử dụng những cái mẫu xi nhan đồ chơi của cái thương hiệu này sản xuất. Siritbit khó đọc thiệt luôn á. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thì đây cũng là một cái chi tiết nhỏ do cái thương hiệu này sản xuất. Đó, anh em coi đó, tới những cái chi tiết nhỏ như vậy thì cũng được họ châu chuốt để đem đến cho những cái khách hàng nào mà thích dọn đến những cái chi tiết nhỏ như vậy luôn. Nhiệm vụ cái nắp này chỉ là làm đẹp ở ngay cái vị trí này thôi. Đó, kiểu như vậy là để mở cái nắp này ra. Đó, đóng lại. Trời ơi, cũng phải thay đồ chơi ở đây luôn mới chịu. Xe này còn độ thắng đĩa nguyên một cái dàn chân trước, nhìn đồ chơi lạ lắm anh em. Dây dầu thì cũng là dây dầu heo luôn, mà màu xanh nè. À. Bấm cái đầu theo cái dạng của GB, rồi ở đây thêm một cái ngắt nè. Đi thẳng vô cái con heo đồ chơi, hai bích đối xứng. Heo thì màu billet trắng để nó hợp với lại cái phần phục. Cái logo của cái thương hiệu heo thì sẽ là màu xanh để hợp với lại chiếc xe. Đó, châu chuốt cái từng cái chi tiết nhỏ vậy luôn á. Phúc ơi, cái này là cái đĩa đồ chơi mới nè. Đó, cái đĩa này anh biết để anh chia sẻ cho em. Đây là một cái dạng đĩa do anh Sơn Quận Nhất sản xuất nè. Đó, cái dạng đĩa mới này sẽ có những cái dạng tán được làm theo cái kiểu như thế này. Đó, nhìn nó vô cùng độc lạ luôn. Trên đó là có chữ ký của cái thương hiệu của ảnh nè. Đó là những cái tất cả những cái món đồ chơi độc lạ trên cái phiên bản rồng chiếc thứ 1889 này mà anh muốn giới thiệu với em và mọi người. Vậy thì Phúc, suy nghĩ của em về cái dòng clip 4 của anh mới này như thế nào? Trời ơi, nó đẹp, nó đơn giản mà nó thật sự là không cầu kỳ mà quá là đẹp luôn anh ơi. Nó hot đúng không? Nó nhìn quá nó lạ ghê luôn á. Giống như vậy mà đã có rất là nhiều hãng đồ chơi sản xuất riêng những cái món đồ chơi cho nó. Đó, giống như bản độ này nè. Đâu có ai nghĩ là có một ngày về một cái dòng xe mà từng gắn cái mác gọi là xe ninja dành cho nữ mà hiện nay nam lại chạy nhiều hơn nữ đâu, đúng không mọi người? Thì mọi người có những cái suy nghĩ như thế nào về cái chiếc clip 4 của anh này thì hãy để lại comment bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Cho Vinh xin một like, một chia sẻ để Vinh tiếp tục có động lực đem đến cho anh em nhiều cái mẫu xe độ khác. Xin chào và hẹn gặp lại.